Cơm cháy sốt rau củ chay, một cách nấu mới cho món cơm cháy thêm hấp dẫn, thay đổi khẩu vị, cũng có thể làm cho các bữa tiệc chay. Xin chào các bạn, mình là Nhi, chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay Cùng Nhi. Đầu tiên là sơ chế nguyên liệu. Ở đây thì Nhi sử dụng là bông cải xanh. Nhi sẽ cắt cái phần thân mỏng ra, còn cái phần bông thì Nhi sẽ tách để cho nó không có bị rớt những cái vụn. Cả nhà cũng có thể thay thành bông cải trắng cũng được, tùy theo sở thích, hoặc là sử dụng luôn cả bông cải xanh, bông cải trắng. Tiếp đến, Nhi có một ít cà rốt và Nhi sẽ cắt thành những bông hoa nhỏ. Với món này thì Nhi cũng chọn một ít ớt chuông màu đỏ nè và màu vàng để cho món ăn của mình có nhiều màu sắc. Về phần rau củ thì cả nhà cũng có thể chọn các loại rau củ yêu thích nha. Tiếp theo, Nhi có nửa củ hành tây và sẽ cắt muối ra như thế này. Còn đây là cải thìa, Nhi sẽ cắt phần thân và phần lá ra, cả nhà cũng có thể thay thành cải ngọt nha. Về nhóm rau thơm thì Nhi có là cần tây bẹ lớn, Nhi sẽ cắt nhỏ cái phần bẹ ra. Với lá thì Nhi sẽ cắt khúc, cả nhà để riêng bẹ với lá ra nha, bởi vì lá cần tây mình sẽ cho sau cùng luôn. Và Nhi cũng có cắt nhuyễn một ít gừng sợi, lát nữa mình sẽ phi cho thơm. Về cái phần nhóm nhân thì Nhi sử dụng là một ít đậu hũ, cả nhà cũng có thể thay thành các loại chả chay nha. Đậu hũ thì Nhi sử dụng đậu hũ trắng rồi Nhi đem chiên vàng. Còn về phần nấm, hôm nay Nhi sử dụng là nấm đùi gà, cả nhà cũng có thể thay các loại nấm yêu thích khác. Với nấm đùi gà thì Nhi có sơ chế để cho trông ngon hơn. Nhi sẽ cắt thành những cái lát dày, sau đó Nhi khứa nhẹ trên bề mặt và Nhi sẽ đem những cái khoanh này áp chảo để cho cái phần nấm đùi gà của mình được thơm hơn. Nếu mà cả nhà không có nhiều thời gian thì mình cũng có thể là xào cái phần nấm này chung với rau củ thôi, chứ không cần thiết là phải áp chảo. Nhưng mà khi áp chảo như vậy nè, cái bề mặt nấm của mình á, trông nó sẽ ngon và bắt mắt, làm cho cái món cơm cháy của mình á, trông hấp dẫn hơn rất là nhiều. Nhi sẽ áp một bề mặt trước, cho vàng xém như thế này. Và Nhi có rắc thêm một ít muối lên trên mặt nữa và thêm một ít tiêu xay. Và sau khi cả hai bề mặt của nấm nè vàng hết rồi, cả nhà vớt ra để riêng nha. Còn bây giờ Nhi sẽ sơ chế tiếp, đó là trụng những cái phần rau củ nào mà lâu chín á, mình sẽ trụng sơ qua nước sôi trước, cho xíu muối. Và với món rau củ xào chay hôm nay có một nguyên liệu Nhi kết hợp, đó là táo đỏ. Nhi sẽ trụng táo đỏ chung với lại một ít bông cải xanh nè và cà rốt lúc đầu mình chuẩn bị. Và trụng cái này tầm khoảng 2 đến 3 phút là cả nhà có thể vớt ra. Để giữ được màu sắc tươi cho rau củ, Nhi sẽ dần qua nước lạnh nữa. Sau đó mình tiếp tục vớt ra để ráo. Và trước khi xào, Nhi sẽ pha sẵn một chén sốt trước. Nhi có là 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào chay. Tiếp đến là 1 thìa canh tương ớt. Công thức Nhi có ghi một góc của màn hình nha. 1 thìa cà phê hạt nêm chay, nửa thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê bột năng, nửa thìa cà phê tiêu xay và nửa chén nước. Cả nhà khuấy đều lên ha. Và Nhi có sử dụng bột năng, cả nhà cũng có thể thay thành bột bắp ha, để làm sệt cái phần sốt của mình ngon hơn. Lúc này Nhi cũng sẽ cắt cơm cháy cho ra dĩa sẵn. Loại hôm nay Nhi sử dụng là bánh cơm cháy, có mix với lại một ít cơm cháy gạo lứt nữa. Thì ở ngoài thị trường á, có bán rất là nhiều loại bánh cơm cháy khác nhau, cả nhà có thể chọn ha. Hoặc là loại cơm cháy chưa chiên, cả nhà mua về rồi chiên cho phồng lên. Hoặc là cả nhà có thể tham khảo cách tự làm cơm cháy luôn, cũng rất là đơn giản. Còn bây giờ Nhi sẽ xào sốt, cho một ít dầu ăn nè, Nhi thêm một ít gừng sợi, mình phi cho thơm vàng. Tiếp đến Nhi sẽ thả bông cải xanh, cà rốt và táo đỏ vào. Đậu hũ Nhi cũng đã chiên vàng sẵn. Ớt chuông đỏ, ớt chuông vàng nè, cho vào luôn. Đảo sơ một xíu ha. Nhi thả tiếp vào đây là cải thìa nè, bẹ của cần tây. Nhi sẽ xào thêm tầm khoảng 1 phút. Và trước khi cho sốt vào thì cả nhà nhớ khuấy đều lên nha. Nhi sẽ để lửa nhỏ liu riu, trộn đều đến khi nào thấy phần sốt sánh sệt lại và thấm đều hết tất cả các nguyên liệu.
Cuối cùng cả nhà sẽ cho những nguyên liệu sao vào, bởi vì những nguyên liệu này rất là nhanh chín. Đó là một ít hành tây nè, trộn đều lên ha. Và bây giờ cả nhà có thể tắt bếp được rồi. Nhi sẽ cho luôn phần nấm đùi gà áp chảo vào. Và cuối cùng là một ít lá của cần tây. Mình trộn đều và bây giờ có thể múc ra bánh cơm cháy được rồi nha. Món cơm cháy rau củ xào này nó cũng gần giống như là món mì xào giòn á cả nhà. Nên là mình múc ra là dùng liền luôn. Vừa nóng vừa ngon, vẫn giữ được độ giòn. Nhi sẽ điểm thêm vài nhánh ngò rí nữa và rắc thêm một ít tiêu xay. Và như Nhi có chia sẻ, nếu như mà cả nhà không có cơm cháy thì mình vẫn có thể thay cái bánh cơm cháy này thành mì xào giòn. Sẽ được thêm cái món là mì xào giòn sốt rau củ chay ha. Và Nhi hy vọng cả nhà sẽ thích gợi ý món chay ngày hôm nay. Nếu yêu thích kênh, cả nhà có thể đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Nhi nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở các tập món chay tiếp theo.